Chào toàn thể quý anh chị, các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi lại xin tiếp tục review, giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2017, số tự động màu đen mà bên em Lợi vừa mới lấy về. Đây là chiếc Toyota Vios phiên bản G sử dụng động cơ máy xăng 1.5. Vâng, toàn bộ xe đăng ký tên cá nhân biển Hà Nội 30E87751. Về cái tình trạng chiếc xe này thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị đây là một chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính vỏ đen, máy số là nguyên zin. Về an ninh pháp lý thì cam kết không có phạt nguội, không có tranh chấp kiện tụng, và toàn bộ xe thì có hỗ trợ rút hồ sơ cho quý ấy. Khách hàng nào mà có nhu cầu rút hồ sơ về các tỉnh trên mọi miền tổ quốc. Và với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý khách hàng nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Và anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về thêm 5 tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền tổ quốc. Khi quý khách hàng nào mà có nhu cầu bán xe lên đời ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Và quý khách hàng nhớ ấn nút like, chia sẻ, ấn nút chuông theo dõi màu đỏ để cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Đây là toàn bộ cái phần liên sườn bên lái của chiếc xe. Đấy, sau 5 năm sử dụng nhưng mà toàn bộ mọi thứ từ cốp trước cốp sau, cánh cửa đều và nguyên bản từ đầu. Đấy, đèn kính thì đều zin 100% theo xe. Với chiếc Toyota Vios 2017 số tự động bản G này thì rất phù hợp cho quý anh chị nào mua đi lại trong công việc, trong phố, rất tiện dụng. Và xe sedan, phiên bản sedan này thì đi rất là lịch sự, và đặc biệt là với cái thương hiệu của Toyota thì máy rất là bền bỉ nhé. Toàn bộ động cơ máy xăng 1.5 đi cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu tại thời điểm bây giờ.
và phụ tùng thay thế của chiếc xe thì rất hợp lý, giá rất là bình dân trên mọi miền tổ quốc. Về thương hiệu Toyota của Nhật thì quý anh chị biết rồi. Đấy, xe đi rất là lành. Từ các cái phần đèn bi xi lông này, mặt ca lăng và biểu tượng Toyota của chiếc xe nó rất là chắc chắn và nguyên vẹn, không bị rạn nứt. Tất cả đèn đều zin xịn sò theo xe. Đấy, từ các cái khe hở ba đờ sốc này. Đấy, đều, và đặc biệt xe biến Hà Nội nên là cái phần gầm nó rất là đẹp. Từ các cái má phanh là không bị mòn nhiều, và la răng của chiếc xe thì không chảy xước. Đến các cái phần gân cu lốp đây. Đấy, nó rất là căng. Đường gân tôn vỏ rất là mỏng nhá. Đấy, toàn bộ cái cabo đều là sơn zin toàn bộ và khe hở rất là đều. Đấy, đồng vỏ cabo rất là đẹp. Xe được trang bị xin nhan gương. Đấy, gương gập điện và toàn bộ các cái phần tay nắm móc khóa mạ chrome rất chắc chắn. Đấy, kính thì đều của hãng Toyota, tất cả kính đều kính zin của hãng theo năm sản xuất của chiếc xe. Bên em Lợi cũng đã kiểm tra và cam kết với quý anh chị, với những cái chiếc xe mà biến Hà Nội một chủ từ mới như chiếc Vios này thì quý anh chị cũng yên tâm về cái phần gầm nhé, gầm không bị mục mọt han sỉ với cái chất và cái địa lý địa hình ở như Hà Nội thì không có biển, không có muối mặn nên là cũng yên tâm về cái chất gầm. Xe được trang bị thêm camera lùi từ các cái phần cốp phía sau này, rất là đẹp. Đấy, và cái ba đờ sốc phía sau đều là nguyên bản. Đèn pha, đèn hậu đều zin 100%. Tất cả các kính lái của chiếc xe thì đều được bác chủ dán 3M. Đấy, dán 3M và kính đều zin 100% theo năm sản xuất 2017 của chiếc xe. Đây, cái phần là ba bu lê ở phía dưới của chiếc xe đây, nó không bị móp méo gì. Đấy, ba bu lê khá là đẹp. Đánh giá một cái chiếc xe này, xe gia đình sử dụng với vài ớt mà số tự động thì quý anh chị mua về thì cũng yên tâm về cái phần xe dịch vụ ra hoặc là xe taxi ra. Toàn bộ xe này là xe gia đình. Đấy, em đính chính lại, đây là một chiếc xe Vios G số tự động, xe gia đình sử dụng, rất là đẹp. Đấy, tên đăng ký biển Hà Nội 30E87751, một chủ từ mới nhé quý anh chị ạ. Và sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong của chiếc xe cho quý anh chị xem. Toàn bộ nội thất thì được trang bị nội thất ghế da màu kem zin xịn sò từ đầu, từ các cái táp ly này, tay nắm cánh cửa này, và các cái phần nội thất ghế rất chi là căng và đẹp. Đấy, xe sử dụng hộp số tự động, từ các bàn thờ tép ly và củ số vô lăng đều nguyên zin từ đầu. Đấy, xe được trang bị tay nắm nỉ này, táp ly này, vân táp ly và móc khóa mạ chrome. Đấy, rất chi là đẹp, và các cái đường táp ly này không bị chảy xước, cực kỳ mới nhé quý anh chị ạ. Tất cả các cái ốc bản lề thì em Lợi cũng đã kiểm tra, đều là zin 100%. Và kính thì đều của hãng Toyota. Đấy, tất cả kính thì đều zin 100% hết nhé. Quay chi tiết cho quý khách hàng xem. Bóng khí này, bóng khí bên phụ của táp ly này là nguyên zin, chưa đâm đụng gì. Và xe được trang bị màn hình cam lùi. Đấy, và cũng cả có cam hành trình đây nhá, cam hành trình cho quý khách hàng nào mà đi về trên đường thì đều có cam hành trình. Và điều hòa auto này, tự động này. Đấy, củ số tự động đây nhá, hộp số tự động để nổ start stop này, chìa khóa thông minh. Đây là chìa khóa thông minh của chiếc xe và để nổ start stop. Đấy, tất cả các cái củ số này đều nguyên thủy và bác chủ bọc cái lớp bọc cần số phanh tay rất là đẹp. Đấy, vô lăng của chiếc xe là nguyên thủy từ đầu và hai bóng khí bên phía trước đều nguyên zin. Đấy, từ các cái hai bên núm quay là không bị mòn, tích hợp vô lăng hoạt động là khá là tốt và đảm bảo an toàn. Đây là cái phần khoang ghế phía trước và cái phần vô lăng táp ly nó rất là mới và đẹp. Vâng, đặc biệt là các phần chỉ cánh cửa là kiểm tra là zin 100%, ốc khóa là nguyên tem mác đầy đủ hết, và các cái phần chống ồn này bác chủ được dán thêm này. Đấy, đây là toàn bộ tay nắm táp ly phía sau. Ghế phía sau của chiếc xe thì không trời rách gì, và đặc biệt là ghế đường gần rất là căng và mới. Đấy, tất cả ghế là zin xịn sò từ hãng, đều được trang bị ghế màu kem. Trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản từ đầu, trần không bị xù.
trần xe gia đình sử dụng nên nó rất chi là đẹp và mới. Với góc quay này thì quý anh chị có nhìn thấy vô lăng của số Topli. Và toàn bộ xe thì đánh giá là đẹp khá là xuất sắc đấy quý anh chị ạ. Từ các cái phần nhựa ở bên trong này, nó chỉnh chu và nó không bị rạn nứt, tất cả đều được bác chủ đi giữ zin cẩn thận. Đấy. Ốc nhái cánh cửa đều zin 100% chứ tháo lắp. Đấy, toàn bộ xe đóng cửa nó rất là chắc. Đấy, độ cách âm và xe thì cực kỳ mới. Cốp phía sau của chiếc xe đây, toàn bộ cốp sau này chống nóng này đều rất là đẹp và zin. Các cái phần đèn này, ốc này, ốc phía sau đều chưa tháo lắp, đều zin 100%. Và toàn bộ các cái phần cốp rộng, thoải mái, đấy, chứa đồ. Và với cái chiếc sedan này thì chứa đồ phía sau nó cách với khoang ngồi nên là không sợ ảnh hưởng về mùi. Do chúng ta chở một số đồ dùng nó có nặng mùi. Đây, toàn bộ cái phần táp ly cánh cửa bên lái của chiếc xe này rất chi là đẹp. Đấy, các cái hẻm cánh cửa này, khung cột bậc lên xuống, tem mác khung cột này nguyên hết 100%. Và đặc biệt đây là cái phần tem của chiếc xe này, 2017 năm sản xuất nhá, chuẩn 2017 năm sản xuất của chiếc xe. Đấy. Toàn bộ vô lăng, củ số, gương gập điện này, nút gương gập điện này, bàn đạp phanh ga đều không bị mòn. Và đặc biệt là bác chủ trải dàn da rồi nên là độ chống ẩm nấp và chống hôi của cái nội thất thì khá là tuyệt vời với cái sàn da. Đó, toàn bộ cái phần chỉ cánh cửa này zin xịn xòa 100%. Đấy. Đây em Lợi sẽ quay vào cái phần máy cho quý anh chị nhá. Máy thì cam kết với quý khách hàng phần đầu máy là không đâm xô và phần máy là nguyên bản không bị ngập nước, máy chưa làm lại hơi. Zin từng con ốc đây, ốc mặt máy này, ốc dàn quà này, ốc chân máy đều sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Đấy. Với các cái dàn đầu này, ốc tai, toàn bộ ốc cabo đều zin 100%. Đấy. Xe lướt nên là quý anh chị yên tâm, bên em Lợi bán cam kết bảo hành cho quý khách hàng. Đấy. Cam kết không làm xe tai nạn ngập nước. Các cái phần chỉ này, cabo này, tem mác và cabo rất là mỏng. Đấy, đồng vỏ cabo cực kỳ đẹp. Từ các cái cổ bô của xả của máy nó rất sáng, xe sử dụng nó ít nên là nó cực kỳ đẹp. Vâng, và đây là cái tiếng động cơ của chiếc xe. Xe động cơ chạy khá là êm. Đấy, máy đang nổ với động cơ máy xăng 1.5, chạy khá là êm, không rung lắc. Đấy. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một chiếc xe Toyota Vios số tự động phiên bản G màu đen biển Hà Nội. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.